Các bạn nhé, mình là Tùng đây. Hôm nay mình sẽ làm một cái video vệ sinh cái vườn cỏ đằng trước này. Thì cái cỏ này là cái cỏ nhung nhật các bạn ạ. Thì từ lúc làm nhà mình làm thì đến thời điểm này mình chưa cắt lần nào. Bây giờ mình mới cắt. Nó tốt quá rồi. Dài nó cao quá rồi. Này cái mạch bê tông. Thì cũng được mấy tháng rồi. Bây giờ mình phải cắt nó thì đây mình vừa mới mua một cái kéo cắt cỏ. Kéo này mình mua ở chỗ mình có 100.000 thôi, nhưng mà ở trên mạng thì nó bán hình như 150.000. Chưa cắt lần nào, chắc là bây giờ cắt là cũng mỏi tay đấy. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt nhé. Hết đấy. Đồng chí vợ có vẻ nhẹ nhàng lắm. Xong, đây là thành quả của một buổi sáng các bạn ạ. Hai vợ chồng thay phiên nhau. Lúc đầu thì vợ mình rất là hăng hái, nhưng mà giờ thì đi nằm rồi. Chắc không chịu nhiệt nữa, đi nằm luôn rồi. Mình thì cố cho nó xong đi. Cắt xong cái nhìn gọn gàng, sạch sẽ hẳn. Nhìn lần đầu cắt thì chắc là nó sẽ được đẹp lắm. Phải cắt nhiều thì nó mới quen, nó mới đẹp được. Thì qua đây, qua cái vệ sinh sân cỏ này thì mình cũng có lời khuyên cho các bạn nhé. Nhất là những bạn nào mà mới xây nhà hay chuẩn bị xây nhà ấy, thì các bạn nên lưu ý là nên bê tông hóa ít thôi. Nhất là phần trước nhà mình ấy, cho nó đỡ nóng. Đấy, còn cố gắng trồng nhiều cây xanh mà cho nó mát mẻ, hoặc là nếu mà trồng được thảm cỏ như này thì càng tốt. Còn khi mà mình làm nhà ấy thì nếu mà trừ khi là mình không thể nào mình có sân được nữa ấy thì mình mới phải chịu, chứ mình có sân thì mình nên trồng nhiều cây xanh vào, và nếu được thì trồng thảm cỏ như thế này thì nó rất là mát mẻ, các bạn đi lại thoải mái, có công có việc thì vẫn dẫm thoải mái, nó vẫn lên như bình thường. Và cái quan trọng là các bạn không mấy khi phải vệ sinh sân cả, trừ khi là mấy tháng thì mình mới phải cắt cỏ một lần như này thôi. Còn nếu như các bạn đổ bê tông ấy thì thứ nhất là nó rất là nóng này, thứ hai là nó mình hay phải quét nhà, hay phải cắt sân. Đấy, mà cực kỳ rất là nóng, mà thời tiết ngoài miền Bắc thì các bạn biết là đấy, mùa hè nóng kinh khủng, cho nên là các bạn nên lưu ý nhá. Có cái thảm cỏ như này đằng trước nhà rất là dễ chịu, mình có tiền nữa mình làm một cái vài ghế đây nữa ngồi nó mát mẻ lắm, buổi tối dễ chịu lắm. Rồi hôm nay là mình chia sẻ một cái buổi gọi là vệ sinh trước nhà cái thảm cỏ như này. Nói chung thì nó vẫn chưa được ok lắm, nhưng mà mình phải trang trí từ từ thì nó mới đẹp được. Những cái cây nguyệt quế cái sau này nó tốt nên nó rất là thơm. Giờ mua
mỗi cái vườn như này thì các bạn vẫn phải làm nó hơi dốc một chút ở một góc nào đấy có cái lỗ thoát nước nhé. Chứ không là nếu như mưa dài ngày là nó sẽ bị úng ngập và nó sẽ bị chết cỏ. Đấy. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.